Chào anh em. Bốc đã qua giải đua ghe ngò ở Trà Vinh cũng như ở Sóc Trăng chúng ta cũng đã kết thúc. Nhưng không rày, các bạn thấy là trên những diễn đàn, trên những trang mạng thì nhiều anh em lại bàn tán xôn xao về một giải đấu nữa có thể diễn ra vào cuối năm ở Bạc Liêu. Và với thư riêng, với những cuộc trò chuyện riêng thì Quốc Khởi cũng đã trao đổi cũng như là giải đáp những thắc mắc của anh em về giải đấu này là có hay không. Nhưng mà hiện nay đến sáng nay Quốc Khởi vẫn nhận được tin nhắn của anh em hỏi là anh Quốc Khởi ơi, có giải đấu diễn ra ở Bạc Liêu hay không và giải đấu này như thế nào? Thôi thì Quốc Khởi làm một video clip để có thể nói về giải đấu này cũng như là có hay không giải đấu vào ngày 22 tháng 12 tại Bạc Liêu nha các bạn. Trước tiên là như các bạn thấy chuyện mà anh em đồn đoán với nhau về một giải đấu ở Bạc Liêu vào tháng cuối năm, cụ thể là vào ngày 22 tháng 12 là hoàn toàn có căn cứ nha các bạn. Bởi trên thực tế trong những năm vừa qua thì giải đấu này đã từng diễn ra. Và như các bạn thấy là có năm giải đấu này đến 22 đội tham gia, có năm thì 13 đội nam tham gia, ngoài Bạc Liêu còn có Cà Mau, có Sóc Trăng, có Kiên Giang, chứng tỏ đây là một giải đấu cũng có quy mô và mang tính toàn vùng. Mặc dù không thể so sánh với Ốc Bốc Sóc Trăng khi mà một giải đấu ở dòng sông Maduro của Sóc Trăng có năm đến 60 đội tham gia, còn bình thường vẫn khoảng 40 đến 50 đội. Đã từng có những giải đấu, những hội đua như vậy, cho nên năm nay anh em tiếp tục chờ đợi hoặc là đồn đoán cũng là cái điều dễ hiểu. Và ngoài những trang Facebook cá nhân mà anh em đăng thì như các bạn thấy là nhiều anh em đã gửi đến YouTube của Quốc Khởi để hỏi, chẳng hạn như là cho hỏi là ngày nào thi đấu ở Bạc Liêu anh, hoặc là có bạn thì nói là Đại hội Thể dục Thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở Bạc Liêu thì diễn ra vào thời điểm nào, vào ngày nào của tháng 12, có danh sách các đội ghe đăng ký chưa hả Quốc Khởi, vân vân. Cùng với đó là các video, những clip mà các bạn thấy giống như là nói một cách rất là chắc chắn, chẳng hạn như là ghe ngo chùa Băng Khai Giòn chuẩn bị qua Bạc Liêu nha anh em, như trên màn hình các bạn đang xem đó. Cần Giờ 2 chuẩn bị đi Bạc Liêu. Ngoài ra thì còn nói về những ghe khác, chẳng hạn như Bothy Satagam hoặc là Omuye cũng đã sẵn sàng để đến với Bạc Liêu. Cùng với đó là đội ghe danh tiếng, ngoài câu hỏi như thế này: Càng Long có đi Bạc Liêu không anh em? Thì gần đây nếu các bạn xem thường xuyên trên YouTube, các bạn sẽ thấy một clip nói là ghe ngo Càng Long đang tập dợt trên dòng sông Long Bình để chuẩn bị đến Bạc Liêu. Để xác nhận thông tin này thì Quốc Khởi đã trao đổi với sư Thạch Quy Thi. Và các bạn, nếu các bạn thường xem trên kênh Quốc Khởi Gian Ngo thì các bạn đã biết sư Thạch Quy Thi đó là vị sư ở chùa Visayavaram, là người phụ trách đội Gian Ngo Càng Long. Và sư Thi cho biết là thông tin này là hoàn toàn không có. Có nghĩa là Càng Long không hề đang tập luyện để chuẩn bị đến Bạc Liêu. Tuy nhiên rất may là bên cạnh những thông tin mang tính hư cấu, mang tính hoàn toàn không có thật như vậy, thì chúng ta thấy có nhiều bạn rất là có trách nhiệm với cộng đồng, thông tin rất là bổ ích đối với anh em, đặc biệt là với các đội ghe. Chẳng hạn như chúng ta thấy bạn Danh Sang đã đăng trong văn hóa Khmer Nam Bộ, nội dung như Quốc Khởi đã chuyển lên màn hình, các bạn vừa xem và Quốc Khởi đọc để cho các bạn nghe. Bạn Danh Sang viết: Đến thời điểm hiện tại, ngày 28 tháng 11, vẫn chưa có một văn bản thông báo nào của bên huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, nói sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 12 hết. Đây là câu trả lời chung cho tất cả mọi người đang có nghi vấn về việc có tổ chức bơi hay không. Các bạn đã đưa ra dẫn chứng là ghe ngo chùa Cần Giờ 2 và Càng Long đã chuẩn bị. Tôi xin giải đáp như thế này. Thứ nhất, Cần Giờ 2 thì họ sửa chữa ghe sớm để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải sau. Và tôi cũng hoan nghênh tinh thần đam mê của đơn vị chùa Cần Giờ 2. Theo tôi được biết, huấn luyện viên của chùa này cũng đã nhắc đến từ nếu có tổ chức, tức là không chắc chắn nha các bạn. Thứ hai, về ghe Càng Long thì các bạn biết rồi, ghe Càng Long chỉ đại diện tỉnh Trà Vinh tham gia giải khu vực. Vậy giải 22 tháng 12 có nằm trong khuôn khổ khu vực không? Nếu có hoặc không thì bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi. Còn việc chùa này Hà Thủy, theo tôi dự đoán là chùa đang thử ghe ngo cũ và ghe mới. Những thông tin này thì chúng ta thấy là bạn Danh Sang đưa ra khá là chính xác, cũng như là lý giải cho việc là những thông tin về ghe ngo Cần Giờ 2 cũng như là Càng Long có dự định là đến Phước Long Bạc Liêu.
Và không chỉ là 28 tháng 11 các bạn, đến thời điểm Quốc Khởi đăng video này thì Quốc Khởi cũng khẳng định với các bạn gần như là 99%, nếu như không muốn nói là 100%, năm nay sẽ không có một giải đấu nào nữa về ghe ngò ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kể cả giải 22 tháng 12 như truyền thống ở Bạc Liêu. Bởi trước những thông tin trái chiều với những lời đồn đoán khác nhau như thế này, và để giải đáp một cách rõ ràng cụ thể cho anh em, thì Quốc Khởi đã điện cho một trong các vị là lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cũng như là đồng chí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa huyện Phước Long, để hỏi về thông tin có hay không giải đua ghe ngò ở Bạc Liêu như mọi năm. Thì từ Sở Văn hóa Thể thao cho đến là Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đều khẳng định với Quốc Khởi, các vị này khẳng định là đến thời điểm này Bạc Liêu cũng như là huyện Phước Long nói riêng không có kế hoạch tổ chức giải đua ghe ngò như hàng năm bởi nhiều lý do, trong đó có lý do chính là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Như vậy đến thời điểm này, với những gì mà Quốc Khởi có được, thì Quốc Khởi một lần nữa khẳng định với các bạn gần như 100% là không có giải đấu vào ngày 22 tháng 12 cũng như là giải đấu ghe ngò nào từ nay đến cuối năm 2020 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, kể cả là giải đua truyền thống 22 tháng 12 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam thường được tổ chức ở Phước Long, Bạc Liêu. Như vậy thì Quốc Khởi một lần nữa xin lặp lại các bạn, sau khi kết thúc giải đua ghe ngò áo bốc của Trà Vinh cũng như Sóc Trăng, thì năm nay, tức là từ đây đến cuối năm 2020, môn thể thao vua nơi miền sông nước Cửu Long, nơi miền sông nước Nam Bộ của chúng ta xem như đã kết thúc năm 2020, sẽ không có một giải đấu nào diễn ra nữa. Các bạn đừng đồn đoán cũng như chúng ta để sự trông chờ vào năm 2021. Và đến năm 2021 thì có lẽ nhiều anh em cũng đã biết, với định kỳ 2 năm sẽ diễn ra một lần, lúc đó áo bốc đua ghe ngò Sóc Trăng sẽ trở thành giải đấu toàn vùng. Giải đua ghe ngò khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một giải đấu mang tầm khu vực nữa sẽ được diễn ra. Và với những thông tin ngay từ bây giờ các bạn cũng đã biết, và theo chuyên môn, theo những gì mà chúng ta có thể dự đoán được, lúc đó các đội mạnh sẽ lại tề tụ về dòng sông Macro. Trong đó nhiều khả năng sẽ có Càng Long nè, rồi các đội ghe mạnh đến từ Kiên Giang, và chúng ta hy vọng sự trở lại của Hậu Giang, của gạch dòng Cà Mau, các đội ghe đến từ Bạc Liêu, cùng với đó là một lực lượng đông đảo và hùng mạnh của các ghe chủ nhà Sóc Trăng. Và như các bạn đã xem, áo bốc đua ghe ngò 2020 vừa qua quả là rất là nhiều bất ngờ. Ngoài sự đột biến của tum núp 2 thì chúng ta thấy một bất ngờ nữa, đó là hai chiếc ghe mạnh của Thanh Trị nói riêng và của Sóc Trăng nói chung từng thống trị nhiều năm qua trên dòng sông Marlboro, đó là Phong Thức Chắc và Ông Kho, đã bị lội ở dòng 8 đội mạnh. Với có thể nói, như Quốc Khởi nói, đó là một cú sốc, và anh em sẽ vượt qua cú sốc này như thế nào, trở lại ra sao tại ở bốc Sóc Trăng 2021. Trong khi đó thì chúng ta thấy vừa qua Băng Tôn Sa, Ôm Bu Dìa, Quách Bích đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng tại ở bốc 2020. Chưa kể là các game ngô mạnh khác vẫn đang giữ được phong độ rất là tốt, như các ghe của Mỹ Xuyên. Ngoài Ôm Bu Dìa chúng ta còn phải kể thêm Đai Âm Bu, các ghe của Trà Cuông, Bangkok của Mỹ Tú vẫn thể hiện phong độ ổn định trong những mùa giải vừa qua, đặc biệt là 2020, với sự trở lại của Băng Tôn Sa, sự thể hiện quyết tâm cao độ của Quách Bích, của Ôm Bu Dìa, đột biến của tum núp 2 và hai chiếc ghe của Thành Trì như Quốc Khởi đã nói, bất ngờ bị đánh bật ra khỏi top 4 sau khá là nhiều năm. Ông Kho, Phong Thức Chắc sẽ vượt qua cú sốc 2020, trở lại vào năm 2021 như thế nào, cùng với đó là sự hiện diện của các đội ghe mạnh đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều khả năng sẽ là Càng Long, một số ghe lừng danh khác của Kiên Giang, và chúng ta cùng chờ đón sự trở lại của Cà Ron, Hậu Giang, của Phù Ly Vĩnh Long, của gạch dòng Cà Mau, cùng với đó là các ghe Bạc Liêu. Những yếu tố này thôi đáng để chúng ta phải chờ đợi ở bốc Sóc Trăng 2021. Và một lần nữa Quốc Khởi khẳng định với các bạn,
Từ đây đến cuối năm sẽ không còn một giải đấu nào nữa dành cho môn thể thao vua của chúng ta, có nghĩa là đua ghe ngò ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2020 đã khép lại sau Ốc Bốc 2020. Và tất cả chúng ta cùng chờ đợi Ốc Bốc 2021 nhé các bạn. Còn bây giờ thì một lần nữa Quốc Khởi xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ cùng với Quốc Khởi ghe ngò trong suốt thời gian qua. Thời điểm này thì Ốc Bốc 2020, một giải đấu đầy kịch tính, đặc biệt là quá nhiều bất ngờ, vừa khép lại và chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa thì mới được chứng kiến những cuộc so tài trên sông nước của môn thể thao mà chúng ta nói với vẻ đầy tự hào. Bao giờ Quốc Khởi cũng tự hào để nói rằng đây là môn thể thao vua nơi miền sông nước Nam Bộ của chúng ta. Trong khi chờ đợi giải đấu này thì bằng những tư liệu sẵn có cũng như Quốc Khởi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian của một biên tập viên Đài Phát thanh truyền hình Sóc Trăng, tranh thủ công việc hàng ngày của mình, Quốc Khởi sẽ đến các chùa cũng như đến các đội ghe, đặc biệt là khi có những thông tin gì mới liên quan đến môn thể thao vua trên miền sông nước của chúng ta thì Quốc Khởi sẽ đến làm video để cho các bạn xem, vừa là để giữ sinh khí cho môn thể thao cổ truyền, vừa xem như là chúng ta cùng giữ lửa để đợi đến mùa giải Ốc Bốc 2021 nhé các bạn. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt.